Kylian Mbappe đã hội quân cùng những người đồng đội tại Real Madrid. Nhìn những hình ảnh này thì các đối thủ của Los Blancos cảm thấy sợ đi là vừa, bởi họ không chỉ sắp đối đầu với một mà rất nhiều con quái vật là đáng khác. Kylian Mbappe đã bắt đầu kỷ nguyên của mình với tư cách là một cầu thủ Real Madrid. Vào ngày 7 tháng 8 vừa qua, anh đã tham gia các buổi tập luyện cùng đội bóng, cũng như chia sẻ sự phấn khích với các đồng đội và huấn luyện viên mới của mình, Carlo Ancelotti. Ngày mà người hâm mộ Real Madrid háo hức chờ đợi cũng đã đến, Kylian Mbappe đã mặc áo trắng hoàng gia và hoàn thành buổi tập đầu tiên với tư cách là cầu thủ Real Madrid. Ngôi sao được chủ tịch Florentino Perez chiêu mộ với giá không đồng đã bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải cùng với những cầu thủ làm nhiệm vụ quốc tế khác vào tháng 6 vừa qua là Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Federico Valverde, Jude Bellingham và Dani Carvajal. Ngoài ra, David Alaba cũng bắt đầu quá trình hồi phục chấn thương có thể khiến anh phải ngồi ngoài cho đến đầu năm 2025. Bên ngoài, người hâm mộ và giới truyền thông tụ tập xung quanh Van der Beek Sports City ngay từ đầu giờ chiều để cố gắng chụp ảnh hoặc xin chữ ký của tiền đạo người Pháp. Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra y tế thông thường, tiền đạo 25 tuổi cùng những người đồng đội mới của Mbappe đã tập luyện theo lệnh huấn luyện viên thể lực Antino Pintus. Ông đã có những bài tập riêng cho cầu thủ nói trên, bao gồm các bài tập kéo giãn, chạy và tập tạ dưới trước khi để họ ra sân cho buổi tập chính thức vào thứ Năm. Phần còn lại của đội bóng được nghỉ tập buổi chiều do vừa kết thúc chuyến du đấu tại Hoa Kỳ nên có được nửa buổi để nghỉ xả hơi. Dani Carvajal, một trong những đội trưởng của Real Madrid sau sự ra đi của Nacho Fernandez và Toni Kroos, đã chào đón Mbappe vào phòng thay đồ của đội. Những người đồng hương Mendy, Camavinga và Tchouaméni cũng đã giúp đỡ Mbappe rất nhiều trong việc thích nghi với đội bóng mới và sau cùng là tham gia vào các trò đùa hài hước của Jude Bellingham để gia tăng tinh thần đồng đội. Kylian Mbappe đã tận hưởng trọn vẹn ngày đầu tiên tập luyện cùng Real Madrid, thể hiện sự ăn ý tuyệt vời với các đồng đội mới. Trên trang web cũng như các trang mạng xã hội của Real Madrid, câu lạc bộ đã công bố một loạt hình ảnh cầu thủ trong phòng tập gym. Trong đó nổi bật nhất không ai khác ngoài tân binh Kylian Mbappe. Trong các bức ảnh có thể thấy Mbappe đang mỉm cười chào đón các đồng đội của mình trước sự chứng kiến của Carlo Ancelotti, người đã có mặt tại Van der Beek để tiếp đón họ. Mục tiêu của Real Madrid với các cầu thủ là họ sẽ có được thể trạng tốt nhất cho trận tranh siêu cúp châu Âu với Atalanta vào ngày 14 tháng 8 tại Warsaw. 7 cầu thủ làm nhiệm vụ quốc tế trước đó đã tuân theo giáo án do Pintus soạn ra trong 15 ngày để có thể trạng tốt sau khi hoàn thành những buổi tập luyện cùng đồng đội. Huấn luyện viên thể lực người Italia đã thông báo rằng tùy thuộc vào tình trạng thể chất và cơ địa của cầu thủ Pháp cùng những cầu thủ mới trở lại thì thể lực sẽ được hồi phục một cách nhanh chóng. Điều đó sẽ giúp họ có cơ hội tốt để được đá chính trước Atalanta. Cho dù là ở đội hình xuất phát hay ngồi dự bị, có thể nói rằng mọi thứ mà Pintus đang làm đều hướng đến việc Mbappe sẽ ra sân và chơi trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo trắng Real Madrid tại Ba Lan vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Carlo Ancelotti hiện có tất cả cầu thủ của mình. Sự trở lại của 7 cầu thủ đã có kỳ nghỉ dài do tham gia Euro 2024 và Copa America cho phép huấn luyện viên người Ý bắt đầu đếm ngược để đạt trạng thái tốt nhất cho trận tranh siêu cúp châu Âu sẽ diễn ra trong một tuần nữa. Mùa giải 2024-2025, Real Madrid sẽ hướng đến cúp ăn 7 và giành siêu cúp châu Âu sẽ là bước chạy đà hoàn hảo để Los Blancos có thể hướng đến kỷ lục vô tiền khoáng hậu này. Đối thủ của họ sẽ là Atalanta, đội bóng đã đánh bại và ngắt luôn chuỗi 51 trận bất bại của Leverkusen với tỷ số 3-0 trong trận chung kết Europa League vào năm ngoái. Cái tên tỏa sáng trong trận đấu đó là Ademola Lookman với một cú hat-trick. Đó là trận đấu mà đoàn quân huấn luyện viên Gian Piero Gasperini đã thi triển lối đá phòng ngự bài bản và khoa học. Họ đã vô hiệu hóa gần như mọi đường lên bóng của Leverkusen. Đặc biệt, vị trí lực gia người Italia đã tổ chức pressing rất gay gắt lên hàng thủ của đội bóng nước Đức, khiến họ liên tục để mất bóng. Ông còn chủ động kêu gọi các thủ chủ động đưa đối thủ vào thế tranh chấp tay đôi, khiến họ tỏ ra bối rối và không có quá nhiều không gian để đưa ra những quyết định chính xác nhất. Trong cả mùa giải năm ngoái, Leverkusen rất nhiều lần thoát thua ở những phút cuối nhờ vào ma thuật đen của Xabi Alonso. Nhưng trận chung kết Europa League có thể thấy sự bất lực của ông thầy người Tây Ban Nha cùng những học trò trong việc tìm lấy dù chỉ là một bàn danh dự. Về mặt lý thuyết, Real Madrid tất nhiên là đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn so với Atalanta về chất lượng cầu thủ, nhưng không thể chủ quan được sau khi chứng kiến đội bóng nước Ý hủy diệt Leverkusen theo đúng nghĩa đen. Nếu để Atalanta được chơi bóng theo cái cách mà họ muốn, thì những áp lực và khó khăn sẽ đè nặng lên Real Madrid gấp bội. Sau khi hoàn thành trận đấu này, Real Madrid sẽ chính thức bắt đầu mùa giải bằng trận đấu với Mallorca trong khuôn khổ vòng 1 La Liga. Như chúng ta đã biết, kiền khiển trắng đang là đương kim vô địch của giải đấu. Nhưng hành trình bảo vệ ngôi vương của họ sẽ không hề dễ dàng, với các đội bóng khác đều đang có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đã bổ sung nhân sự vô cùng chất lượng. Điển hình như gã hàng xóm đáng ghét Atletico Madrid, khi họ đã chi ra đến hơn 200 triệu euro để mang về trung vệ vô địch Euro Robin Lenormand, tiền đạo suýt giành Pichichi mùa trước, Alexander Solot, đội phó của Chelsea, Conor Gallagher và đặc biệt là bom tấn trị giá 95 triệu euro Julian Alvarez. Độ chịu chi của Atletico cho thấy họ không muốn kết thúc La Liga sau Real Madrid và Barcelona nữa mà là đứng trên hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha.
Dù chưa biết Diego Simeone sẽ sử dụng những tân binh như thế nào, nhưng có thể nói rằng Real Madrid đã bắt đầu cảm thấy những áp lực vô hình trong các trận derby Madrid rồi. Dù vậy, Barcelona mới là đối thủ chính của Los Blancos. Đội bóng xứ Catalan đang trải qua mùa hè đầy biến động khi không có quá nhiều tân binh mới cập bến. Thế nhưng càng về sau, Barca lại càng có được những điều mình muốn. Đầu tiên là sự gia nhập của nhà vô địch Euro Dani Olmo với cái giá 55 triệu euro, chưa bao gồm phụ phí. Không chỉ vậy, theo những thông tin vừa được cập nhật cho thấy, Blaugrana đang tiến rất gần tới thương vụ Nico Williams, cũng là một nhà vô địch Euro khác. Nếu thật sự xảy ra thì ta có thể khẳng định rằng kỳ chuyển nhượng hè 2024 đã thành công với Barca. Barcelona hiện giờ có cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm dày dặn từ các cựu binh. Họ thật sự là một đối trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Real Madrid. Cả đấu trường Champions League nữa, giải đấu mà Real đang muốn hướng đến chung địch lần thứ 16 để tiếp tục khẳng định ông vua của châu Âu. Khác với mọi khi, Champions League kể từ 2024-2025 đã thay đổi thể thức, khiến những đội bóng ngựa ồ sẽ khó có thể xuất hiện hơn. Điều này đồng nghĩa càng tiến sâu thì những đội bóng mạnh càng lộ diện và rất có thể Real Madrid sẽ phải liên tục đối đầu với các câu lạc bộ sừng sỏ ở lục địa già. Trong đó, Man City vẫn sẽ là đối thủ số 1 của Los Blancos, dù The Citizen vẫn chưa bổ sung quá nhiều những cầu thủ mới kỳ chuyển nhượng hè này. Nhưng với nhân sự như hiện tại, họ vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại mọi giải đấu mà họ tham dự. Để có thể hướng đến một giải đấu thành công thì ngoài việc duy trì phong độ và thể lực cao trong thời gian dài, huấn luyện viên Ancelotti cũng phải giải quyết rất nhiều những vấn đề khác, và trong đó nội bộ nhân sự là một điều bắt buộc. Được biết, ông thầy người Ý đã không trao quá nhiều đặc quyền cho Mbappe như khi anh còn thi đấu cho Paris Saint-Germain, bao gồm cả việc sút penalty. Theo đó, Vinicius Junior vẫn sẽ là người thực hiện penalty chính cho Real Madrid ở mùa giải mới. Điều này là công bằng cho những cầu thủ đã có thâm niên lâu năm ở câu lạc bộ như Vinicius, dù là một siêu sao, thì gia nhập đội bóng kỳ cương như Real Madrid cũng không có chuyện được trao đặc quyền. Mbappe cũng phải chấp nhận câu chuyện này, dù có muốn hay không. Real Madrid đang trải qua cuộc chuyển giao thế hệ từ Galacticos 2.0 sang 3.0. Sự ra đời của hai công thần Nacho và Cruz không làm đội bóng yếu đi do đã có lớp kế cận sẵn sàng để thay thế. Mùa giải 2024-2025 chính là bước ngoặt cho sự thay đổi toàn diện của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Sự chuẩn bị ở tiền mùa giải của họ là vô cùng tích cực cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhìn những nụ cười, sự thân thiện của những người cũ và ma mới đã chứng minh vì sao đội bóng này luôn đạt rất nhiều sự thành công kể từ quá khứ lẫn đến hiện tại. Chức vô địch siêu cúp châu Âu sẽ là khởi đầu trong mùa giải chinh phục 7 danh hiệu của Real Madrid.